Tuấn nào? Tuấn vào đầu chân nhưng làm đâu? Đây làm đây. Sao này đổ cột nhá? Vừa đổ chân trong kia mà. Nào, ra đây đỡ cái này lên cho nó cân đỡ vòng cái chỗ đấy. Tuấn hôm nay không biết là con liêng lậu rồi. Tuấn hôm nay không biết là đánh liêng lậu rồi. Không. Có ăn hàm mềm vào đấy đâu. Nó gọi tao mấy lần tao thằng xuống rồi. Chơi mấy ai mới được thì. Bốn thằng nó chơi rồi. Ghê vậy.